của dòng Manny Grill này thì đặc trưng của nó là rất là mềm, lực. Đấy, anh em thấy màn bát kia, dùng hết kính nhé. Đấy. Đây là em súp điện Manny Grill của Canada. À, quay đây cho anh em xem. ES10. Em này sử dụng bát 25. Đấy, có volume, có cắt tần. Đấy, sản xuất tại Canada nhé. Made in Canada. Em này sử dụng điện 2.2, 2.4, 2.3, 2.4, Made in Canada. Nó là súp điện, cho nên là anh em dùng chỉ cần lấy tín hiệu. Đây anh em nhìn này, lấy tín hiệu. Em dùng đọc một cái rắc hoa sen rồi nhé. Và anh em nhớ là cắm bên này. Cắm bên này nó ra cả cái tần số và nó sẽ không qua volume. Các bác có thể thấy nó khoanh này. Đấy, nó khoanh này. Đấy, mình cắm một nhé. Và lấy tín hiệu này đâu, lấy tín hiệu ví dụ mình đang cắm từ iPad thì mình sẽ sử dụng một cái bộ chia này. Có rất nhiều anh em đây, anh em có thể thấy đây này, từ iPad là rác này đúng không, mình dùng bộ chia để mình lấy tín hiệu ra thôi. Đấy, bộ chia như này nhá, anh em mà chưa có thể mua này, bộ chia này để lấy tín hiệu ra súp. Lý do mà người ta phải sản xuất những cái chia hoa sen như này ấy, lý do là gì các bác biết không? Lý do để phục vụ những anh em mà dùng âm ly nghe nhạc đấy, mà muốn cấu thêm súp, chia tín hiệu súp thì thường là anh em phải dùng cái đấy. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì âm ly nghe nhạc, thông thường âm ly nghe nhạc thường sẽ không có đường lay out, thông thường là như vậy nhé. Đến 95% là sẽ không có đường lay out, chỉ phục vụ ví dụ âm ly hát hoặc đi xem phim có đường lay out thì mình không cần dùng cái này. Còn những anh em mà chơi những cái bộ dàn nghe nhạc đấy, mà cần súp, mà nhất là súp điện thì anh em mua thêm cái này. Tùy, nếu mà trường hợp mà cắm rắc đơn như cái súp này thì anh em mua một cái này thôi. Còn nếu mà có những súp cắm hai thì anh em sẽ mua hai cái này. Thì nó chỉ là chia lấy tín hiệu thôi nhé. Không phải lấy tín hiệu từ công suất của âm ly đâu, mà chỉ cần lấy tín hiệu từ cái nguồn phát thôi. Ví dụ các bác có CD gì thì các bác lấy từ nguồn phát CD. Thì nếu mà cắm CD thì các bác cắm luôn ở cái này, ở đầu CD cũng được, hoặc cắm vào cái đường, cái chỗ aux của cái âm ly cũng được. Đấy, tùy vào cái đoạn nào mà các bác cắm nó tiện nhất thì các bác chia tín hiệu ra là súp này. Đấy, bản thân ví dụ như cái súp điện này nó gì, các bác cắm trực tiếp iPad ra đây nó cũng lên được, bởi vì nó đã có mạch khuếch đại, nó có công suất rồi, nó có cắt tần rồi. Energy ES10 tiếng rất là gấu nhá. Em này thì hình gọi là vuông luôn. Đấy, sâu và ngang nó khoảng tầm là bề ngang này khoảng 40, sâu thì chắc là chưa đến 40, nhưng mà đậy cái căng rồi nữa. Sử dụng bát 25 nhé. Đấy, anh em quan tâm cục Anigria này thì liên hệ shop nhé. Cảm ơn các bạn.